cái chữ cái ở tận cùng đây nè, người ta viết tắt được chưa, chữ F với chữ T nè, các bạn đọc lại nè, first first. Rồi sang ngày 2, second 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 second, second. Second. Đó. Tất cả các ngày người ta đều lấy hai chữ ở tận cùng để ký hiệu. À, như vậy ngày 2 là cái đuôi MD. À. Ngày 3 nè, third. 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 Từ ngày 4 cho đến ngày 20 thì là cái đuôi chữ thờ. À. Các bạn đọc theo cô nha. Fourth. 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 Ngày 5. Ngày 5 không phải là five đâu. Đọc theo cô nè. Fifth. 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 Ngày 6 nè. Sixth. 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 Ngày 7 nè. Seventh. 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 Ngày 8 nè. Eighth. 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 Ninth. 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 Tenth. Tenth. Ngày 11. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Twelfth. Thirteenth. 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 14. Fourteenth. Fourteenth. 15. Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. 20th, 20th. À, ngày 21 à là kết hợp 20. À, chúng ta viết theo số số đếm kết hợp với ngày 1, số thứ tự chúng ta sẽ có từ 21st. 21st. À, chúng ta lại viết tắt hai chữ tận cùng ở đây. À, 21st. 21st, 22, 22nd, 22nd, 23rd, 24th, 25th, chứ không phải là 25 nha, 25th. Mười sáu là 26th, 27th, 28th, 29th, 30 và 31 là 31st. Vậy cô vừa giới thiệu cho các em 31 ngày ở trong tháng. À. Rồi. Rồi cái phần này là mình tu qua đi. Cô đừng cho lớp mình chơi cái này không. Tí nữa để dành trò chơi cuối cùng. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của bài nha. Hơi nhiều không? Who is this? Miss Hiền. Who are they? Students. Cô Hiền và các bạn ha. Cô bước vào lớp nè. Cô trò chào lẫn nhau. Và các bạn này. À, và cô giáo nói gì thì bây giờ cả lớp chúng ta cùng lắng nghe và tìm hiểu đoạn hội thoại nè. Good morning, class. Good morning, Miss Yan.
Now listen again. Như vậy các em vừa tìm hiểu đoạn hội thoại giữa cô Hiền và các bạn rồi, thì lớp mình nghe cô hỏi nè. Em hiểu cô Hiền hỏi gì đây? Cô Hiền hỏi bạn Nam cái gì đó. Nào cô Kem. Cô Hiền hỏi gì nè? Hôm nay là tháng mấy? Rồi cô mời Nhiên, cô mời nè. Cô mời Minh Nhật. Nhật ơi. Dạ. À, con hiểu cô giáo hỏi bạn Nam cái gì đây? Em cô. À, con nhìn câu trả lời nè. Hồi nãy giờ cô có nói từ first, từ October chưa cả lớp? Rồi, first là gì? Ngày 1 đúng không? October là tháng mấy? Tháng mấy gì? Là tháng 10 như vậy. The first of October là ngày 1 tháng 10. Rồi mình chưa học nhưng mà bây giờ cô hỏi nè. Em hiểu cái cô giáo hỏi gì mà bạn Nam lại trả lời như vậy. Nói thử thử nha. Thanh Bình. Mình thử thử suy diễn thử cô giáo hỏi gì. Em cô. Được không? Em cô rồi cô Bảo Trân. Dạ thưa cô, cô Hiền hỏi là tháng mấy? À hôm nay là ngày tháng mấy? À hôm nay là ngày tháng mấy? À đúng rồi, và đây cũng chính là mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay nè. Em muốn hỏi hôm nay là ngày tháng mấy thì chúng ta sẽ hỏi là What is the date today? What is the date today? Các bạn đọc theo cô nào. What is the date today? What is the date today? What is the date today? Is the first of October. Is the first of October. Is the first of October. Nhắc lại lần nữa nè, muốn hỏi hôm nay là ngày tháng mấy thì các em sẽ hỏi nào, what is the date today? Trả lời is the. Rồi, cái cách mình trả lời như nào? Ngày trước, tháng sau nha. Ngày trước, tháng sau. Ví dụ như ngày 1 tháng 10 thì mình sẽ nói là is the first of October. Nha cả lớp. Is the first of October. Trả lời ngày trước, tháng sau. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái mẫu câu này để thực hành những cái ngày tháng bên dưới đây. Bây giờ trước khi mà mình luyện tập thì cả lớp đọc lại theo cô một lần nữa các cái ngày này. Đọc theo cô nha. Tháng 10 mình đọc lại là October. 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 Được chưa? Rồi bây giờ mình đọc các ngày này, đọc lại theo cô nào. First. 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 Second. 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 Third. 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 Fourteenth. Fourteenth. Twenty-second. 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 Thirty-first. Thirty-first.
31st. 31st. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành theo cặp, cô sẽ mời nha. Rồi. Các em để ý là mũi tên cô chỉ đến đâu là cô muốn mình thực hành cái tranh đó nha. Rồi cô mời theo danh sách nè, cô mời theo danh sách. Nhật Tiến, Bảo Trân, cô mời bạn nào trước là bạn đã đặt câu hỏi nha. Tiến, Trân, please. Tiến. Tiến đâu? Rồi bạn Tiến không có hả? Bây giờ cô mời nè. Trân, Vi. Yes. Trân hỏi, Vi trả lời. What is the date? Day today. Vi. Is the first of October. Yes, very good. October. Yes, very good. Rồi cả lớp mình đọc đồng thanh cái câu này cho cô nghe, không mở mic đâu, không có mở mic. Vẫn đọc đọc lại cho cô đi. What is the date today? What is the date today? Is the 1st of October. Rồi, được chưa? Now picture B. Uyên Nhi, Minh Nhật. What is the cả lớp mình đọc lại cho cô từ này nè. Date. 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 What is the date today? What is the date today? À rồi, bây giờ cô mời hai bạn thực hành lại nha. Nhi nhờ. What is the day today? Nhật. Nhật ơi. Nhưng mà tôi thấy bạn Minh Nhật rồi, nữa họp được rồi. Sĩ Nguyên. Bạn có is the piece of toe. Con ơi, con để ý mũi tên chúng ta thực hành tới đâu rồi nè. Trả lời như thế nào? Is the piece of... Con ơi, đến cái picture B rồi nè. Picture B, tranh B rồi nè. Cái cách trả lời là ngày trước, tháng sau thì mình sẽ trả lời là gì? 14 là the 14. Nhạc. Is the 2nd of October. Rồi, bạn Nhạc trả lời lại con xem. Cậu nữ ý nha, ok. Is the 2nd of October. Yes. Now, picture C. Picture C. Nhật Nam, Ngọc Mai. Nhật Nam. What in the... What the date? The date today. À, Mai. Answer, Mai trả lời đi con. Mai. Không uống thuốc thì chị không cho mẹ đi ăn. Nhẹ lên. Nhẹ lên trả lời nè. Nguyên Khôi. Đi tới cô là. Đi đâu vậy mẹ? Is the thirst. First of October. Yes. Trả lời được nhưng mà chậm nha. Rồi, continue. Tiếp tục nè. Đăng Khoa, Phúc Khang. Đăng Khoa. Đăng Khoa hỏi, Phúc Khang trả lời. What is the day today? À, Khang. It's the 14th of October. Yes. Picture E. Bảo Khang, Gia Huy.
Bảo Khang. Được rồi chị, được rồi em đọc. What is the date? What is the date today? Rồi, bạn Giang Huy answer. Yes, the girl is the 14. Ờ, con trả lời lại nè. Đến cái này rồi. Is the ngày. Ngày 22 mình trả lời ngày trước thì mình thay vào đây nè. Con trả lời xem. Is the 22nd. It's the 22nd of October. October. Con đọc hoàn chỉnh lại cô xem. It's the 22nd of October. It's the 22nd of October. Yes. Now picture F. Picture F. Đức Hoàng Minh Hiển. Đức Hoàng. Đức Hoàng Minh Hiển. Đức Hoàng, Hoàng đâu? Hiển. Hiển ơi. Con là Nguyễn Minh Hiển. Dạ em. Minh Hiển con. Rồi Minh Hiển thì cô gọi con Minh Hiển mà. Minh Hiển ask. Hiển hỏi nha. Thanh Hằng answer. Hằng trả lời nè. What is the day today? Yes. Hằng please. It's the third of. Third day gì? Con trả lời lại. It's the 31st of October. À, good. Hai bạn thực hành tốt đó. Rồi bây giờ chúng ta không có sử dụng những cái lịch này mà cô sẽ hỏi thực tế nha. Cô sẽ hỏi thực tế nè. What is the date today? What is the date today? Ngọc Hân. What is the date today? Ngọc Hân, please. Ngọc Hân. What is I? Hôm nay là ngày tháng mấy? Mình trả lời thực tế hôm nay nè. Mình trả lời như thế nào? Ai nói? Ngọc Hân, can you? Con trả lời được không? Được không con? Rồi, Nam Hoàng Hải, please. Hải. Yeah. What is the date today? Quỳnh Anh. Is 7th October. Con còn thiếu từ gì nữa con biết không? Again, trả lời lại. Con thiếu. It's the 7th of October. Yes, it's the 7th of October. À, hôm nay là ngày 7 tháng 10. Như vậy cô nhắc lại một lần nữa. Muốn hỏi hôm nay là ngày tháng mấy thì các em sẽ hỏi câu gì? What is the date today? Trả lời is the ngày. Ơ, là đến, đến tháng nha. Thưa cô, em đi vệ sinh. Rồi. Now play games. Do you want to play games? Yes. Yes. Rock, rock the river. Yes. Yes. Rồi. Trò chơi ở trên lớp thì mình sẽ chơi theo đội, còn bây giờ thì mình chỉ chơi cá nhân thôi. Bây giờ lớp mình nghe cô nói nè. Bây giờ mỗi câu của cô là có 4 đáp án. Bây giờ cô ký hiệu nha. Nè, 1, 2, 3, 4. Các bạn để ý ký hiệu của cô nè. 1, 2, 3, 4. Như vậy các bạn chỉ cần đáp án cho cô nó là 1 hay là 4 hay là 2 hay là 3 thôi. Các bạn hiểu chưa? Được chưa nè?
Các bạn trả lời thì cô ký hiệu đây là đáp án là 1, 2, 3, 4. Các bạn đọc cái số mà mình chọn thôi nha. Nào Diệp Anh, Diệp Anh, Diệp Anh. Diệp Anh. Thu, con chọn đáp án Thu, đây là. Diệp Anh, con chọn đáp án này đúng không? Trong 4 đáp án này con chọn đáp án này đúng không? Cảm con. Rồi. Not correct. Chưa đúng. À, bị rớt xuống sông rồi nè. À, đó là không phải là đáp án đúng rồi. Bảo Khang. Bảo Khang. Em chọn cái câu is. Is seem then little. Bây giờ con chỉ việc đọc đọc số cho cô thôi cho nó nhanh nè. Mình chơi trò chơi thì đòi hỏi phải nhanh. Bây giờ cô lại cô ký hiệu rồi. 1, 2, 3, 4. Hồi nãy bạn chọn cái câu này thì bạn sẽ nói là 2. Như vậy bây giờ con chọn câu nào Khang? Khang ơi. Khang. Minh Hiển. Minh Hiển. Cô là 1. Bạn chọn 1 nè. Rồi. Yes. Rồi, ai nữa? Thanh Bình. Thanh Bình. Cô is there two? Con đọc số thôi cho nó nhanh nè. 1, 2, 3, 4. Con chọn cái nào? 1 cô. 1 hả? Đây đúng không? Dạ. Con chọn đáp án này đúng không? Dạ đúng cô. Đó, để chỉ ngày 22 là chúng ta sẽ nói là 22nd. Ở trò chơi này là giúp các em ôm lại các ngày đó. Các bạn mà cô nói là cô sẽ mời mà các bạn đừng có gọi em cô bằng mic lên ồn lắm nha. Nào, quan sát đi. Ồ, hát rồi chị đây. Nhẹ lên, nhẹ lên. Lên ơi. Linh ơi, bạn Linh rời khỏi rồi cô. Hả? Linh bạn rời khỏi rồi cô. Bạn cơ mạng bạn yếu á cô. À rồi. À, Minh Nhật. Minh Nhật. Các bạn không nhắn linh tinh nha. Nhật ơi. Anh Thi. Anh Thi. Dạ thưa cô là Truy. Truy, ai đúng không? Well done. Good luck to you. Chúc con đã may mắn nha. Now, who can? Mỹ Văn. Mỹ Văn. 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 Thế cơ. Vậy thế cơ là. One, two, four. Ba. One. Nè. Con chọn cái nào? One. Dạ, con chọn cái câu ít giờ thôi. Con á. Con chọn câu nào đây đúng không? Dạ. Rồi. Đuổi nè. Good luck to you. Rồi, chúc mừng con đã vượt qua xong nè. Đi nói rồi. Now, who can? I'm Phương Vy. Nên chọn câu Vy. Được bao là câu... Dê con. Nhưng sao mình đọc là câu dê? Đi. Nãy cô đặt là 1, 2, 3, 4 thì con nói là 4. Nha, yeah, 4. Yes. Well done. Well done. Nào, bắn sang. Bắn sang. Để thưa cô là câu 4. 4. Biết ngay mà. Cô, em con. Minh Quân,
Minh Quân, Minh Quân. Quân ơi. Bạn Quân không thấy rồi. Gia Phú. Gia Phú. Dạ thưa cô, là câu 2. À number, à number 2. Quay 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 quay. Rồi, đáp án là câu này là đúng nè. Để trả lời ngày tháng là phải có từ giờ nữa. Ồ sao nó bị sao rồi? Các mạng nó bị sao, nó bị sao? Đúng rồi, đáp án là câu này nè em. Mai Bảo Khang tắt mic đi. Rồi. Để chú. Rồi, đáp án là bây giờ mình chơi nhanh lên nghe. Diệp Anh, Diệp Anh. Diệp Anh. Cô là ngày 21. The 10. Như vậy đáp án của con là 1, 2, 3, 4. Cái nào? Diệp Anh. 4. 4. Cái này vâng. Dạ. Cái này là ngày gì? À, ngày 10. À, là phải đây nè. Đây. Hoàng Hải. Hoàng Hải. Cô Ba. À, sai không? Yes. Good luck to you. Cô nói là các bạn đừng có nhắn linh tinh nha. Rồi. Vừa rồi cô đã giúp cho các em ôn lại cả ngày ở trong tháng ha. Rồi bây giờ để rèn luyện kỹ năng nghe thì chúng ta sang phần 3 nhỏ. Chúng ta thấy nè, thì các cái lịch này đều là tháng 10 hết, chỉ khác là cái ngày thôi. Các bạn quan sát các ngày, chúng ta lắng nghe hai lần, chúng ta học xong cái phần này rồi cô cho lớp mình nghỉ nha. Rồi, chúng ta chú ý. Good morning, children. Good morning, Miss Yang. What's the date today? It's the 3rd of October. Thank you. Đừng có mua mẹ ơi. Is it the 14th of October today? Em có lần lần mẹ vậy? The 18th of October. Thank you now. That's all right. 3. What's the date today, Tom? The 20th of October. Sorry? It's the 20th of October. Thanks. Now listen again. 1. Good morning, children. Good morning, Miss Yang. What's the date today? It's the 3rd of October. Thank you. 2. Is it the 14th of October today? No, it's the 18th of October. Thank you now. That's all right. 3. What's the date today, Tom? The 20th of October. Sorry? It's the 20th of October. Thanks. Now give me your answer. Cô mời một bạn đọc cho cô cái đáp án mà mình nghe được nè. Em cô. Nguyên Khôi please. Khôi ơi, can you? Dạ, cô. À rồi con, rồi cô mời con. Con đọc. One. Dạ, con đọc cô đáp án đi. Mẹ ơi mẹ. One. Mắt của mẹ bị hư hay sao vậy? Con nghe được không? À, 1B, con đọc là 1B nha. 1B, rồi, 2. 2. 2, 1. Ủa sao mà 2 lại 1 con? Bây giờ câu số 2, con chọn đáp án nào trong này? A, B, or C? Con nghe được không? 2, C. C. Now, 3. Three A. Thôi được rồi. Đây là đáp án của bạn. Rồi bây giờ cô mời cả lớp mình xem đáp án để mình kiểm tra lại nha. Rồi B C A. Như vậy con nghe đúng rồi. À các bạn khác nghe được không? Dạ được. À rồi. Bây giờ lớp mình nghe cô dặn nè. Được.
Bây giờ nghe cô giảng nè. Bây giờ các con về nhà làm những cái bài tập sau đây là làm vào sách nha. Làm bài 4 trang 25. Làm dấu đi. Bài 4 trang 25 là làm vào sách nè. Bài 4, bài 5 trang 23 là mình cũng làm vào sách nè. Được chưa? Còn nội dung viết vở là tí nữa là cô sẽ gửi lên nhóm lớp và mình sẽ viết bài. Và nhớ là mỗi từ vựng là mình sẽ luyện viết cho cô 3 dòng. Không biết mình có làm điều đó không? À, em phải luyện viết một từ hàng cho cô nghe. Rồi là cô khen lớp mình học hôm nay rất là sôi nổi nè. À, các con cần cố gắng lên nha. Rồi à, cô cho lớp mình nghỉ ha. Là goodbye class. Oh, my teacher.